Ôi, ôi, sọt, ôi, ôi, một ông, 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 ôi, ôi, một ông rồi. Anh em mình lại ra khúc vườn này kích em mọi người ạ. Nãy là đánh ở vườn kia cá rút nước sau bão vánh được lô cá sụp rất là to mọi người ạ. To không phải to nhưng mà số lượng nó nhiều. Đang kích mạnh lên cờ mọi người nhá. Rồi ra cái vườn này xem có cá không đây. Đấy, cầm. Là cái khúc là có nước. Đấy, sụp sụp sụp. Sụp 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 mọi người. Nhau lên luôn đẹp nhỉ. Xin cho mình hết vất vụng. Để đi nhận nhau con này vậy. Là có sụp mọi người. Một sụp khai mạc đấy. Tính toán nó lên vườn nhiều vừa rồi mưa ngập lụt. Mưa lên bãi nhiều. Này nó là cái chịu của nước xả lũ rồi mọi người. Vừa xả lũ vừa mưa bão rồi đầm hồ nó lên nhiều cá. Anh em cứ mỗi lần sau bão lại ra đi săn cá. Dạ, không phải ra đi đâu mọi người. Chứ đi là có hết rồi. Đi được có. Ui xin xin nhiều chưa? Ba con đây. Hết tương cột rồi, tao đi anh em về. Đấy, ui, tôi không vị, tôi không to, tôi không to. Bắt con này về, chiên giòn. Ít thì mình lấy mình ăn, giờ thì cho. Ui, kinh xìu xìu, chắc ăn nước rồi mọi người. Đấy, còn gì ông trong hang không? Cá người ma phi ra đấy. Giếp, bé. Sổ con. Ui, sổ bé nhiều chưa? Ui, nó lên bé như đây rồi. Còn to con. Nào vô con thì nó cay rồi. Quánh nó tồn cá ở đây, chỗ này nó gọi nhiều. Đấy. Ui, thấy chưa? Sổ. Ui, cây tăm kìa nhỉ, cây tăm to kìa. Còn là về đúng. Cây tăm to kìa, cây tăm to. Ấy, thấy chưa? Ơi, vào gì thôi. Ôi, em đánh dồn nó này mà. Đánh dồn nó phi ở đây mà. Đâu nhỉ? Em đánh đầu trên xem nó có lên đầu trên không? Đây, rô giòn này. Đây, còn lại rô này. Nhiều chứ, ui, có rô to chưa mọi người? Ấy, ôi, sọp, ôi, ui, một ông, ông, ôi, ôi, một ông rồi. Ui giời, phớt đi nhỉ. Em thấy 4-5 con liền đấy. Mấy con mọi người? Anh nhìn đánh từ đầu kia nó giòn rồi mà. Hang sụp to làm rồi, hang sụp to hiện tại là làm rồi. Ngày đâu mà mò. Mò đi, anh mò đi. Để cứ mò. Đấy, ui nó phụt kìa, nó phụt. Anh đánh luôn chỗ đấy để đáp cái súng mò. Rồi, nặng. Ui nó giật lên bờ kìa. Ui con này to mọi người, con to lắm. Ai bắt chứ? Ui bắt rồi. Ui con này to mọi người. Còn nữa mà nhỉ? Ui con sọp to. Ui. Ui con sọp ấy. Ui ngon chưa mọi người? Ui con to ấy. To chưa? Ui trời. Ba con rồi. Để xuống mỏ con. Mỏ. Vẫn có con nắm cái này luôn. Phê chưa mọi người? Con sọp ấy. Ngon chưa? Anh chờ xuống mỏ xem có con. Ui sầu kết. Em không đi ủng, không đi ủng. Em nhảy xuống mỏ ngay. Sợ nó hồi mã thương. Đấy, thấy chưa? Sợ. Ui, sọc to chưa mọi người? Hóa đấy mọi người. To chỗ này nước sâu nó động cá láng. Ui đây. Đâu? Ui, con sọc to chưa mọi người? Wow. Ui, ngon. Được thêm con sọc to đó mọi người. Lao tận ngoài kia mọi người. Ui sời, mọi người đánh đây, đánh khúc cuối mương được từ đây đấy. Còn tính chưa, tính lại trong cá mọi người. Chưa. Cá đạt ạ. Ôi, vẫn nó nhảy ra đây này anh, nhảy ra hai con này. Cái nạn này là nạn lúc vừa là đấy trên kênh của Mạnh TG mọi người. Đấy, là khúc mưa kia đấy mọi người. Ngon. Ôi sao mọi người, nhảy không? Ra hai con này. Ôi sao. Ui, sướng chưa mọi người? Cuối nào hai con to nhỉ. Ừ, anh em mình đi vườn khác mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người ạ. Hẹn mọi người clip tiếp theo nhá.